Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu video đầu tiên của khóa học AutoCAD 2020 cho người mới học. Thì trước khi mà đi vào cái video này, nếu các bạn nào mà chưa xem cái chương trình học chi tiết của cái khóa học này là mình đã phát hành trên kênh của mình. Các bạn nhớ xem lại giúp mình và nhớ là like, share và chia sẻ cái video này đến các anh chị em nào cần, nhớ đăng ký kênh giúp mình, bật chuông thông báo để chờ đón các cái video chi tiết bên trong. Thì trở lại với video hôm nay, mình sẽ đi qua cái phần đầu tiên của khóa học, đó là mình giới thiệu cho các bạn là cái giao diện tổng quan của AutoCAD 2020 nó có những gì và nó khác gì so với các cái giao diện trước. Đầu tiên á, các bạn có thể thấy cái trang tổng quan Start của AutoCAD 2020 nè, nó là giống với các cái phiên bản AutoCAD từ 2015 trở lại đây á, nó đều có cái tab Start này. Thì các bạn có thể thấy là trong cái tab Start này nó có các cái tùy chọn như sau. Nhất là bạn có thể mở cái file bản vẽ này, bạn có thể mở là sheet set này. Cái tùy chọn tiếp theo á là cái phần template. Cái AutoCAD nó hỗ trợ một số cái template. Template này là giống như là cái file mẫu các bạn. File mẫu nó định dạng các cái nét này, các thông số cơ bản này. Nếu như các bạn nào mà làm về AutoCAD rồi á thì các bạn sẽ có một cái file template mẫu cho bản vẽ đó. Còn các bạn nào mà bắt đầu học á thì sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái template mẫu cho bản vẽ. Cái tùy chọn tiếp theo là cái tùy chọn về import một cái bản vẽ, khám phá của bản vẽ mẫu á. Các bạn có thể là chèn vào đó. Thì các bước chi tiết này á, mình sẽ giới thiệu qua các video chi tiết tiếp theo. Cái phần tiếp theo trên cái tab Start này nè, bạn có thể thấy là các bản vẽ mà mình mở gần đây á thì nó sẽ được hiển thị ở đây để các bạn dễ dàng là tìm kiếm và thao tác các bản vẽ mà bạn vừa làm. Phần phía bên tay phải này á, là các bạn thấy là nó có các thông báo mới nhất của Autodesk này, nó cập nhật cho các bạn ở đây. Và hộp thoại này là hộp thoại kết nối với cái diễn đàn Autodesk, kết nối bạn tạo một cái tài khoản online á để sau này các bạn tải các ứng dụng từ Autodesk này, cập nhật các cái thông tin mới nhất từ diễn đàn Autodesk. Qua bên này các bạn sẽ thấy cái phần là lên này, phần là học tập này, bạn có thể nhấn vào đây, bạn thấy là cái phần là các cái điểm mới của AutoCAD 2020 này. Đầu tiên là các bạn thấy là cái giao diện nó được tùy biến cho nó nhẹ nhàng hơn và nó có màu chủ đạo là màu xanh xám, không còn màu đen như các phiên bản trước. Phần thứ hai là nó cái phần H editor nó tốt hơn ngày xưa. Phần tiếp theo các bạn sẽ thấy nó hỗ trợ thêm cho mình một cái hộp thoại block. Hộp thoại này nó giúp mình là import các block mà mình hay dùng vào á, này để mình import các bản vẽ khác nhau, quản lý block một cách dễ dàng, giống như là một cái thư viện động. Ngày xưa là mình có cái thư viện là tool palette các bạn, thì bây giờ nó hỗ trợ thêm cho mình một cái hộp thoại đó là block. Cái chức năng này mình sẽ giới thiệu tuần tự qua các video chi tiết của mình. Cái phần mới tiếp theo các bạn có thể thấy nè, đó là nó cải thiện cái tính năng so sánh. Thì cái tính năng so sánh này nó có từ là AutoCAD 2018 các bạn. Và các phiên bản thì nó bắt đầu nó cập nhật mới cho mình. Thì ở AutoCAD 2020 này nó có thêm nhiều tính năng nào thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn sau. Cái điểm mới tiếp theo ở AutoCAD 2020 là nó cho mình là tùy chọn là dọn bản vẽ một cách là tối ưu hơn. Ở các phiên bản trước thì cái hộp thoại mà bool này nó rất là ít các tùy chọn. Thì phiên bản này nó cập nhật thêm cho mình là các tùy chọn mới. Nó còn một cái điểm mới cuối cùng đó là cái dạng như là dim nhanh đó các bạn. Thì khi mà nó rơi vào đối tượng á, lập tức nó đập ra cái nó hiển thị các cái dim cho mình. Nè các bạn thấy nè, đó là các cái điểm mới của AutoCAD 2020. Nhìn chung á thì giao diện giữa AutoCAD 2020 và các cái giao diện từ AutoCAD 2015 trở đi á nó không khác nhiều. Nó chỉ cải tiến về các thêm các cái tính năng này và nó tối ưu cái giao diện ribbon thôi. Các bạn thấy cái phần mà dim này nè, dim rất là nhanh. Đó là các cái điểm mới. Vừa rồi mình đã trình bày với các cái điểm mới của phần AutoCAD 2020. Tiếp tục với các bạn hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là tuần tự các cái lệnh và các cái tính năng trong cái giải ribbon này trước, và sau đó mình sẽ đi vào chi tiết từng video, từng lệnh nó sẽ thực hiện thao tác như thế nào. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là cái phần thanh tích ba nhỏ trên này này, nó có các cái lệnh là thứ nhất là tạo mới nè, hai là mở nè, thứ ba là cái phần là lưu bản vẽ trên web hoặc là mở trên mobifone nữa. Và cái tùy chọn này là tùy chọn sheet management, bạn mở hộp thoại sheet management đó. Các tùy chọn tiếp theo các bạn có thể thấy là cái thanh thẻ tab này, thẻ home này. Thì cái thẻ home này nó tập hợp các cái lệnh để các bạn thao tác, có thể là lệnh line này, lệnh polyline này, các lệnh thao tác ở nhóm này này, draw là lệnh vẽ, và cái nhóm lệnh modify, annotation. Annotation này là các ứng dụng về test này, leader này, bảng này các bạn. Thì đối với các bạn mà mới tiếp xúc với AutoCAD thì các bạn nên tìm cho hiểu cho mình hai cái nhóm lệnh này trước. Thứ nhất là phần nhóm lệnh line hay là polyline này, nhóm lệnh draw này. Thì trong này nó có đầy đủ các cái lệnh. Thì một số anh chị em hiện giờ vẫn còn sử dụng thanh ribbon này nè, là cái dạng classic. Thì mình khuyên các bạn nên quên cái dạng đó đi. Một số anh chị nói là xài dạng classic đó, nó nhanh hơn và nó tối ưu hơn. Thì các bạn làm ơn các bạn quên dùm cái đó đi. Những ai mà còn xài classic đó,
là hiện tại vẫn chưa rành về CAD đâu. Mình đảm bảo các bạn có thể rành, các bạn giỏi rất nhiều về CAD, nhưng các bạn vẫn dùng cái phần Classic đó, là các bạn chưa cập nhật hết các tính năng của AutoCAD này đâu. Tại sao người ta lại thay đổi từ dạng Class sang dạng Ribbon? Tại vì Ribbon này này nó sẽ tốt hơn nhiều và nó trực quan hơn nhiều. Đối với xài AutoCAD hiện giờ, các bạn chỉ cần xài lệnh thôi, thực tế các bạn để cái dạng Ribbon này cho đẹp là chính thôi, nhưng mà nó gợi nhớ mình rất là tốt. Nếu các bạn mà xài các cái dạng Classic, các bạn mỗi lần bạn tìm lệnh, giả sử bạn quên lệnh đi, bạn vào này bạn tìm rất phức tạp, nên các bạn là cứ để dạng Ribbon cho mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tuân tự tất cả các lệnh trong này. Bảo đảm với các bạn là qua khóa học này các bạn sẽ rành hết cái phần Ribbon này cho mình. Cái nhóm lệnh tiếp theo đó là nhóm lệnh Laser. Laser này là các lớp đối tượng các bạn. Lớp này các bạn có thể set là vẽ nét A, nét B gì đó. Các cái đối tượng được vẽ với nét, các bạn chỉ cần gõ lệnh LA này. Bạn có thể thấy là mở được hộp thoại Laser. Thì chi tiết của hộp thoại Laser này mình sẽ giới thiệu tương tự cho các bài video tiếp theo. Cái phần tiếp theo đó là phần Block. Block này là tạo khối các đối tượng để mình quản lý các đối tượng một cách dễ dàng hơn. Rồi mình cần rename, cần quản lý, cần vẽ các đối tượng đó, mình có thể copy một cách dễ dàng. Phần tiếp theo là phần Property. Property này là các bạn có thể là Matchup này, AutoCAD này nó có một lệnh rất là lợi hại. Đó là lệnh Matchup, là lệnh là quét các cái định dạng đối tượng cho nó giống nhau đó các bạn. Bây giờ mình giả sử một lệnh như các bạn này. Ở đây mình sẽ vẽ một cái lệnh line. Ở cái định dạng màu của nó là mình sẽ thực hiện trước rồi sau đó mình giải thích cho các bạn. Đó, xong mình sẽ vẽ tiếp một lệnh line nữa. Thì mình gõ lệnh MA Matchup này. Bạn thấy nó lấy hết toàn bộ cái thuộc tính của cái đối tượng này, nó qua đối tượng này. Đó là cái hay của AutoCAD. Cái nhóm lệnh tiếp theo đó là nó có thể thay đổi các cái đối tượng laser khi mình chọn nè. Bạn có thể thấy chọn màu này, các bạn có thể thay đổi cái laser, thay đổi màu, thay đổi dạng laser, thay đổi là nét. Đó là cái phần property này. Cái phần tiếp theo đó là phần group. Group này nó có chức năng là làm gì? Là group các đối tượng. Bạn có thể group hai nhóm này này. Tại sao các bạn không dùng block mà các bạn lại dùng group? Đó, giả sử mình group này, nó thành group này. Group này các bạn sử dụng cho các đối tượng giống nhau thôi. Block thì có thể các bạn sẽ lắp một cái đối tượng thôi, hoặc là cái bàn cái ghế đó các bạn lắp, nhưng mà đối với group á, thì bạn group trong cái phòng đó có nhiều cái bàn ghế khác nhau, bạn group vào thành một nhóm. Cái chức năng của cái group này để làm nhẹ bản vẽ đi, tại vì mỗi group này nó sẽ được xem như là một đối tượng này, bạn thấy không, nó là xem là một cái đối tượng thôi, nên là cái bản vẽ mình nó sẽ nhẹ đi. Sau này dùng á, AutoCAD á, thì nên là mình khuyên là nên nên dùng nhiều group này nó tốt. Nhiều khi các bạn dùng block nhiều quá nó vẫn không tốt, là khi các bạn mà cần sửa đổi các bạn phải ít nó ra thì nó bị mệt. Này chỉ cần anh unwrap là xong, thì anh unwrap này nó xong mình sửa cái unwrap lại nhanh. Cái nhóm lệnh tiếp theo đó nhóm lệnh utility này, trong các cái utility này nó có cái lệnh là lệnh measure. Measure này là lệnh đo đếm các bạn. Đo đếm thì trong này nó có các cái tùy chọn là về là đo đếm nhanh này, đo đếm khoảng cách này, đo đếm về đường kính bán kính này, đo đếm về góc này, đo đếm về diện tích này, và đo đếm về thể tích. Đó là các lệnh đó. Tiếp theo các bạn có thể thấy là ở đây này, nó có cái nhóm lệnh là with select. With select này là lựa chọn các đối tượng tương tự. Thì đối với các AutoCAD mà thấp hơn á, thì các bạn có thể lựa chọn các đối tượng tương tự ở trong này bằng hộp thoại with select này. Nhưng mà ở các cái phiên bản cao như hiện giờ á, cái hộp thoại này hầu như các bạn ít sử dụng, bởi vì các bạn có cái tùy chọn là lệnh similar này các bạn. Sử mình chọn vào đối tượng này, bạn nhấn chuột phải này, bạn thấy nó có cái lệnh similar này. Similar này là lựa chọn các đối tượng tương tự á, nó tương đương với hộp thoại là with select này này. Thì các cái tùy chọn này á, mình sẽ từng bước hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Cái hộp thoại tiếp theo đó là cái hộp thoại là clipboard. Clipboard này là nó có chức năng là các cái tùy chọn về path khi bạn copy một đối tượng đó. Và trong này bạn có các cái tùy chọn path. Thứ nhất là bạn path cái đối tượng này, bạn path đối tượng thành block này, path đối tượng link với nó, và cuối cùng á là các bạn path các special. Cái phần nhóm lệnh tiếp theo đó nhóm lệnh view. View này là các cái tùy chọn về view đó các bạn. View các bạn có thể là view về đế này, view từ model này, view từ inverter này, và import cái mô hình đó nó vào các bạn view. Sang cái thẻ tab thứ hai, về thẻ tab là insert. Cái nhóm lệnh mà trong cái nhóm lệnh insert này là đa phần nó sẽ từ insert từ các đối tượng bên ngoài bản vẽ vào. Thì đầu tiên là các bạn có cái nhóm lệnh là về block, thì các bạn insert block này, tạo các block động này. Cái nhóm lệnh tiếp theo đó là block, định nghĩa block. Định nghĩa block thì trong này nó có là tạo block này, định nghĩa các block động này, quản lý block này, rồi edit block, đó là các lệnh đó. Cái hộp thoại tiếp theo đó là thoại reference, là các cái tùy chọn của nó này, các bạn có thể là xài XREF này, edit thể là chọn XREF này, XREF import vào này, có thể là attach một cái file nào đó, tính kèm một cái file nào đó, hoặc là một clip nào đó. Rồi cái này là cái phần là tính năng về underlayer. Underlayer là giống như là các bạn là quét một cái layer nào đó, các bạn để lớp ở dưới lớp trên đó các bạn. Đây là tạo khung. Cái này là cái phần snap, cái phần truy vết điểm. Truy vết điểm có thể bật hay có thể tắt. Bạn có thể mở rộng hộp thoại này bằng cách nhấn vào này, tự động mở rộng cho mình này.
bạn có thể nhấn ghim hay không nhấn ghim, tất cả hộp tỏi đều giống nhau nha. À, nhấn ghim á là nó sẽ giữ luôn hộp tỏi cho mình. Các bạn mở ghim thì các bạn bỏ ra nó sẽ nhảy vào. Thì theo mình các bạn nên là bỏ ghim hết cho mình nha. Cái tùy chọn tiếp theo đó là tùy chọn là import, import PDF. Ký các AutoCAD mà từ 2015 trở đi á, nó hỗ trợ cho mình là có thể import file PDF vào, có thể import từ file là bản vẽ vào, các import các tùy chọn file. Nhưng mà đối với cái phiên bản mà từ 2018 trở đi á thì nó hỗ trợ cho mình là sau khi mình import cái file mà PDF này vào á, nó có thể chuyển đổi từ file PDF sang file CAD cho mình. Thì cái thủ thuật chuyển đổi đó mình sẽ trình bày trong cái khóa học nâng cao á, các bạn theo dõi kênh của mình nó sẽ thấy. Cái phần import này nó còn có các cái lệnh là mình có thể chỉnh sửa được cái dạng lỗi test. Khi mà mình import file PDF vào á, nó lỗi cái test á, nó thành các nét đứt 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 á, thì mình sẽ gộp nó lại, combine nó lại, combine test này để nó thành một cái test thông thường. Đó là nhóm lệnh import. Nhóm lệnh tiếp theo đó là cái nhóm lệnh data. Nhóm lệnh data này thì nó có các cái dữ liệu về trường đối tượng này, rồi quản lý các cái trường đối tượng và quản lý về siêu liên kết hyperlink. Cái nhóm lệnh tiếp theo đó nhóm lệnh là link, link và extraction. Thì các bạn có thể thấy nó đây là nó có khả năng là link dữ liệu này, cái này là update cái sụt link á, cái này là upload cái sụt link lên, và cái này là extract data. Extract data này là đính kèm các bạn. Và nhóm lệnh cuối cùng trong cái tab insert đó là location. Location là cái vị trí. Vị trí này thông thường khi mà các bạn thể hiện các bản vẽ cắt đặt á, thì các bạn mới tìm về cái vị trí trên map nó như thế nào, hoặc là các bạn có thể tải một cái file từ đó, từ cái file cắt đặt của mình vào mình vẽ. Thì đối với các cái ứng dụng mà vẽ thông thường như vẽ địa hoặc là vẽ các hệ thống MI á, thì các bạn không quan tâm mấy cái này nhiều. Ở đây mình tập trung cho các bạn là hướng dẫn về các thủ thuật vẽ trong cái AutoCAD này, các cái lệnh AutoCAD cơ bản để các bạn thực hiện thao tác chung được. Còn cái phần mà chi tiết từng cái thủ thuật nâng cao này á, thì mình sau này mình sẽ làm nhiều cái clip về các cái thủ thuật này, mình hướng dẫn từ từ cho các bạn. Cái tab tiếp theo đó là tab Annotate. Annotate này là cái tab về quản lý, về test, về các ứng dụng test. Cái nhóm lệnh đầu tiên đó là nhóm lệnh test. Thì trong này nó quản lý test cho mình nè. Nhất là tạo test này, các cái tiêu chuẩn của test này, các cái, giống như là các cái tiêu chuẩn định dạng mặc định của test á, thì trong này nó là quản lý test này, test style, các kiểu test, cỡ chữ test và định dạng của test. Cái phần này là phần là tìm kiếm test này, ở phần này là cỡ chữ của test này. Hộp thoại tiếp theo đó là thoại dimension. Dimension này là các bạn đo đếm, các bạn bạn thể đo đếm này, đo đếm là đường thẳng nè, cái này số lệnh xuống cái mình này, đo đếm về đường chéo nè, theo phương chéo á, theo các phương bất kỳ này, này là đo đếm theo phương ngang, phương đứng thôi. Còn này là theo phương bất kỳ này, này là đo đếm về góc này, này đo đếm về góc luôn, này đo đếm về bán kính nè, đo đếm đường kính nè, đo đếm các cái lệnh về, về vòng cung á, góc cung á, rồi này là đo hệ kiểm tra hệ trục tọa độ XY đó. Các bạn khi mà các bạn muốn học á, các bạn chỉ cần rê chuột vào này á, nó sẽ có cái clip nó thao tác lệnh cho mình nè đó, nên một số cái lệnh nó sẽ có clip AutoCAD nó hỗ trợ. Và nhìn này là các bạn thấy cái lệnh, lệnh này là khi mà bạn thấy đó, nó sẽ có một cái số cái clip hoặc là hình ảnh hỗ trợ cho mình, thì mình sẽ biết cách thao tác hoặc là mình thấy được cái lệnh của nó. Cái lệnh nó ghi là align này các bạn, AL đó. Đó này. Cái tùy chọn tiếp theo đó đo đếm nhanh. Đo đếm nhanh này á, là nó sẽ hỗ trợ cho mình là đo đếm khi mà bạn rê vào cái đối tượng á, nó sẽ tự đo đếm cho mình. Này các bạn đo đếm này. Đó, thấy không? Bạn thấy không? Đây là tùy chọn về đo đếm nhanh. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái tùy chọn tiếp theo đó là đo đếm về kết nối cái đêm á. Thì thông thường á, mình sẽ đo một cái đêm, nếu mà nhiều cái đêm liên tục á thì mình sẽ đo cái loại này. Tiếp tục về các cái tùy chọn về đo đếm này, bạn có thể thấy là có thể là cắt chân đêm này đó, cắt cái đêm này. Thì nhiều hiện tại hiện giờ anh em, nhiều anh em á hay sử dụng các cái lít về cắt đêm, thì trong này nó hỗ trợ luôn cho mình rồi, bạn không phải tìm lít thì tìm nhiều gì nó mất công. Này là cái phần là nó lấy chọn một điểm cho trước và nó kéo đến nhiều cái điểm khác nhau, bạn có thể thấy cái hình ảnh nó minh họa không đó. Tiếp tục cái này là cái phần là đêm, đêm này là cái giống như là các bạn đêm theo tỷ lệ, đêm có một đoạn ngắn quạt xong các bạn ghi số vào, bạn chỉ cần rê vào này là các bạn thấy cái hình hình hoặc cái video clip nó làm là tự động mình hiểu thôi. Tương tự cho cái này và các lệnh này, đây các bạn thấy rê vào để khoảng là 1-2 giây á sẽ hiển thị ra cho mình. Đó là cái hộp thoại về dimension đo đếm. Cái phần này centerline, này centerline là nó nói về cái mình mark cái điểm tâm của cái đường á, giả sử là tâm của cái hình tròn này, đường tâm đường tim của hai đường thẳng song song này. Cái phần mà leader này á, leader này là các bạn có thể thấy là nó là multi leader, là cái chỉ dẫn các bạn. Này là các cái tùy chọn về style của nó là kiểu như thế nào, định dạng nó là sao đó. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái phần đó. Tiếp tục này là các cái tùy chọn về các bạn có thể thêm này,
hoặc là bớt cái mũi tên á, tùy vào nó. Nhóm lệnh tiếp theo đó nhóm lệnh về bảng. Thì thông thường á, các anh chị em hay là thể hiện bảng trong AutoCAD á, là bằng cách là vẽ từ các nước line hay nước B-line. Thì mình khuyên các bạn là nên quên cái cách thể hiện đó đi. Bạn mình thể hiện mình cái bảng AutoCAD này thì nó giống như cái bảng Excel các bạn. Bạn có thể là chèn đó, nó thấy không? Nó cần vật từ Excel giống giống tương tự như Excel. Nó có thể chèn vào đối tượng này, làm công thức này, xóa bớt cái hàng, cái cột gì đó. Nói chung là nó sẽ tương tự, nếu các bạn dùng Excel á, thì các bạn sẽ thấy được cái lợi hại của cái bảng trong Excel. Thì Autodesk này nó cũng tương tự như vậy. Cái phần tiếp theo đó là phần markup. Markup này là giống như là các bạn là tạo revision nè, cloud các cái mai á, để sau này các bạn vẽ khi nào mà thay đổi á, thì mình cloud cho nó chú ý tới cái phần đó. Thì nó là lệnh nhóm lệnh vẽ là mark. Cái nhóm lệnh tiếp theo là annotation scale. Annotation scale này là tính năng nâng cao trong AutoCAD á. Các bạn chỉ cần là vẽ một cỡ chữ thôi, các bạn set up các cái annotation thì qua thể hiện nhiều layout với nhiều tỷ lệ khác nhau á, thì nó sẽ có chung một cỡ chữ. Thì đối với cái annotation này, Revit nó đang thể hiện rất là tốt. AutoCAD á, hiện giờ ít các anh chị em nào dùng cái này. Thì cái phần nâng cao này á, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách dùng annotation. Nếu mà các bạn biết cách dùng annotation này thì rất là nhanh và thể hiện bản vẽ nó rất là chuyên nghiệp. Cái nhóm lệnh tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là nhóm lệnh là Parametric. Parametric này là các nhóm lệnh vẽ về cơ khí. Đa phần các bạn sử dụng ứng dụng về cơ khí là chính, giống như là liên kết cứng. Các bạn có thể thấy là giả sử như mình sử dụng nhóm lệnh này, mình sử dụng điển hình một cái này. Đó, bạn muốn cái đường này, này nó song song với cái đường này này. Đó, thấy không? Đó là cái liên kết cứng. Sau này các bạn kiến kéo cái đường này này đi, thì lập tức cái đường kia nó sẽ đi theo. Đó, thông thường các ứng dụng về cơ khí là vẽ hình chiếu trục đo này thì nó hay dùng đó. Còn các ứng dụng mà vẽ thông thường thì hầu như nó ít dùng. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cái tùy chọn này sau. Bạn có thể thấy trong này nó có khả năng là khóa các cái đêm này, rồi các liên kết này, liên kết với nhau, có thể là liên kết về song song này, liên kết đồng tâm này, rồi liên kết về vuông góc này, tùy các bạn liên kết về đối xứng này. Các liên kết trong là parametric này, phần này là các tùy chọn về đêm, khóa về đêm, khóa đêm ngang, khóa đêm theo phương bất kỳ, đêm về góc gì đó. Các này là các bạn khi mà bạn thấy cái lệnh này này, bạn bấm vào này, các bạn có thể là show là hai ở đi, tùy vào các bạn thôi. Hoặc là bạn delete, giả sử như mà bạn chọn gặp bạn vẽ nó bị như này á, thì các bạn chọn vào này, chọn cái lệnh này, bạn delete nó đi là nó lập tức nó mất. Đó, là nó mất cái liên kết này đi. Bạn thử mình thử thôi, mất liên kết luôn. Đó là cái hay của AutoCAD. Cái thể tab tiếp theo mình muốn trình bày cho các bạn đó là phần thể view. Thể view này nó có các cái tùy chọn như sau. Thứ nhất là các cái hệ trục tọa độ này. Hệ trục tọa độ này các bạn thấy này. Đây nè, mình bấm vào nó hiển thị tọa độ này, này. Và các cái phần cube, cube này là cái hộp cube về khi mà các vẽ 3D á, nó mới có nha mà. Cái này là để cube 2D này. Cube 3D thì các bạn giống như là cái hình đó, khi mà mình kéo chuột ra cái hộp vở cube 3D này các bạn, để nó xây và quản lý các cái mặt cắt, mặt đứng gì đó. Cái phần tiếp theo đó là cái hộp thoại về pen này, hộp thoại này này. Có thể quay là zoom to, zoom nhỏ gì này. Ở cái hộp thoại đó. Thì thông thường mình hay dùng lệnh thôi. Cái hộp thoại này là trong 3D mình hay dùng, với cái khi 2D thì các bạn dùng lệnh nha. Mình sẽ để nó tắt. Cái này là các cái tùy chọn về view. Này, khi mà dùng 3D này, dùng 3D thì thay vì bạn chọn trực tiếp cái này, các bạn thấy chọn ở trong này view theo top này, view theo là bottom này, left này, theo cái hình vuông này này. Cái nhóm lệnh tiếp theo đó là nhóm lệnh là model và viewport. Viewport thì các bạn có thể tạo bố trí layout á, các bạn tạo một cái viewport mới nè, hoặc là các bạn tạo nhiều cái viewport này rồi gộp cái viewport này. Đó là cái nhóm lệnh đó. Cái này là cái điểm mới trong AutoCAD từ 2018 2018 đi nè các bạn. Đó là cái so sánh các bản vẽ. So sánh bản vẽ này các bạn chủ yếu bạn dùng để các bạn so sánh giữa hai cái phiên bản khác nhau, để bạn xem được nó thay đổi những gì, thay đổi nhiều hay ít gì đó. Thì tính năng này rất là hay, khi mà các bạn chọn hai bản vẽ ở hai version khác nhau á, trùng một cục tọa độ á, thì cái điểm nào khác nhau nó sẽ được AutoCAD nó cloud lên cho mình, khoanh may lên á, thì lúc đó các bạn có thể là thấy được là cái điểm khác nhau đó, để các bạn tùy chỉnh cái bản vẽ của mình nó phù hợp. Nhóm lệnh tiếp theo đó là nhóm lệnh Palette. Thì các bạn mở hộp thoại này lên này, các bạn thấy nè, trong này nó có đầy khá đầy đủ các thư viện cho mình vừa dùng đó, thư viện về annotate nè, thư viện về kiến trúc nè, thư viện về cơ điện nè, cơ này, điện nè, kết cấu nè. Thì trong này các bạn cần thì các bạn lấy các cái tùy chọn về hatch nè, thì các bạn có thể nhấn chuột phải này, các bạn move up move down này, thêm gì đó thì các bạn. Cái nhóm tiếp theo đó là nhóm về phần block. Block là tội block nè, quản lý các block đối tượng. Cái này là cái điểm mới trong cái phần mà AutoCAD 2020 nó mới có nha các bạn.
cái AutoCAD trước không có cái phần này đâu. Đó là cái hộp thoại quản lý block. Quản lý block này là giống như là mình sẽ import tất cả các block mà mình hay dùng á vào cái AutoCAD này, nó sẽ lưu cho mình ở một cái đường dẫn rồi đó. Sau đó tất cả bản vẽ sau á, các block thường dùng á thì chỉ cần mình kéo nắm kéo này vào là mình vẽ thôi. Đó là cái hay của AutoCAD. Cái nhóm lệnh tiếp theo đó là cái phần là sheet set management. Thì sheet set management là cái cách là quản lý bản vẽ và layout á. Thì các bạn xem lại các cái video clip trên kênh mình sẽ thấy cái phần đó. Cái này là các cái tùy chọn về tính toán nè, các cái tùy chọn là quản lý sheet set nè, layer nè và design center. Cái này là rất hay nè. Design center này á, là cái trung tâm quản lý của các bạn á. Mình sẽ mở thoại design center lên các bạn xem nè. Đây là trung tâm quản lý bản vẽ này. Thì sau này mình sẽ giới thiệu chi tiết các bạn. Khi mà các bạn là làm chủ cái design center này á, là các bạn rất là nhiều cái tính năng hay. Hôm nay đầy đủ các cái tính năng hết. Bạn sẽ trở thành vẽ thể hiện bản vẽ kép một cách rất là chuyên nghiệp. Cái phần tiếp theo mình đi qua đó là cái phần interface, là cái giao diện. Giao diện này các bạn có thể sắp xếp nè. Một số các bạn nó bị mắc cái thể tab này nè. Đó. Bạn thấy không? Các AutoCAD mà thấp hơn 2015 đâu có thể tab này đâu. Từ khi 2015 đi đó, nó tạo ra thể tab này giống như các phần mềm về PDF đó. Thì nó coi như là thay đổi AutoCAD luôn đó. Đó, bạn bấm vào nó sẽ hiện ra. Cái phần này là tab layout. Tab layout là cái tab này nè. Bạn bấm vào thì nó hiện, nó mở thôi. Khi mà các bạn chẳng may nó mắc á, thì các bạn nhớ vào cái thẻ view của bạn tìm nha. Các cái thanh công cụ này hay là cái gì đó nó mắc. Và một số trường hợp á, các bạn mắc luôn cái dãy ribbon này luôn nè. Thì giả sử như mình tắt luôn cái dãy ribbon này nè. Đó, nó mắc luôn cái dãy ribbon này nè. Thì để mà gọi lại cái lệnh á, gọi lại cái lỗi này nè, gọi lại cái này á, thì bạn gõ lệnh ribbon cho mình. Này đó. Lập tức nó sẽ gọi lại cái thanh này cho mình. Đó là cái lỗi khi mà bạn gặp phải á, các bạn nhớ làm với cái lệnh đó cho mình. Phần tiếp theo, khi mà các bạn mở hai cái bản vẽ, các bạn có thể là sắp xếp cái bản vẽ là trên dưới hoặc là bên trái bên phải, hoặc là xếp theo theo chồng, đó là tùy các bạn. Cái thẻ tab tiếp theo, thẻ tab tiếp theo, thẻ này rất quan trọng trong AutoCAD này. Đó là thẻ manage. Manage này các bạn có thể recall này, recall các đối tượng mà các bạn, các lệnh mà các bạn hay dùng á. Nếu mà các bạn hay lập trình á, hay lập trình về Autolite á, thì hay dùng những cái lệnh này. Nhóm lệnh tiếp theo đó là nhóm lệnh manage. Manage này là trong này các bạn có thể thấy là recall này, là nó recall lại cái thao tác của mình á. Giả sử mình vẽ A, B hay lệnh A, lệnh B đó, nó sẽ recall lại thao tác. Thì cái nhóm lệnh này á, nó hay dùng để các bạn là lập trình là Autolite á. Tính năng này nâng cao nên các bạn mà mới học AutoCAD á, thì bạn không quan tâm cái này giúp mình, bỏ qua này giúp mình. Đây là cái phần cái tùy chọn về giao diện. Giao diện các bạn có thể thay đổi các cái giao diện này nè. Thì tùy chọn trong này nó có thay đổi này. Đó, thì mà các bạn mà mới học AutoCAD á, thì các bạn chỉ biết mang này thôi. Còn các cái tùy biến này các bạn không nên nghiên cứu nhiều. Phần này các bạn khi mà các bạn thao tác nhiều á, thì bạn dần các bạn sẽ quen. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn chi tiết các cái phần nâng cao này. Cái phần tiếp theo đó là palette thì giống như lúc nãy thôi, nó trùng lặp. Các nhóm lệnh này là các bạn import hay export này, có thể import vào này, import các cái nhóm lệnh vào đó, import từ bên này sang bên này, và các bạn export, các bạn xóa bớt cái nhóm lệnh ra. Còn cái phần mà edit atlas này này, ali này này, là cái phần là thay đổi các cái lệnh đó các bạn, thay đổi lệnh tắt. Giả sử như cái bạn mặc kết, cái mặc định nó sẽ có là lệnh là l, là lệnh line, line là vẽ đường thẳng. Giả sử bạn không muốn vẽ L là đường line, các bạn có thể thay đổi bằng các lệnh khác. Thì trong này nó sẽ có cho mình là cái thay đổi lệnh. Bạn nhấn, chỉ cần nhấn edit này, nó mở ra cho mình một cái hộp thoại. Sau đó mình thay đổi lệnh trong này nè. Thì các cái bước thay đổi lệnh này thì từ từ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Cái phần tiếp theo đó là cái phần là application này. Là các ứng dụng về lập trình là Visual Basic này, hoặc là lập trình là Visualit đó. Thì là Autolite đó. Thì các cái ứng dụng này là dành cho các cái ứng dụng nâng cao thôi, mình cũng không quan tâm là gì. Này là cái phần là chuyển đổi layer này. Ứng dụng này các bạn nên quan tâm này. Ứng dụng là cái phần là dọn dẹp bản vẽ này, bùn bản vẽ này, số overkill. Overkill là xóa các block trùng lặp á. Khi mà hai cái block nó trùng lên nhau á, thì mình sẽ overkill nó để xóa bớt một block. Cái thẻ tab tiếp theo đó là thẻ tab Outbook. Outbook là quản lý bản vẽ, truy xuất, in xuất bản vẽ, các lệnh in này. Thì nó quản lý các cái dạng file export ra, đó là DWF này, DWFX này, PDF này. Nhóm lệnh tiếp theo đó là lệnh add-in. Add-in này là các ứng dụng mở rộng trong AutoCAD á. Thì sẽ có một đơn vị thứ ba họ xây dựng các ứng dụng mở rộng này, họ add vào AutoCAD và thao tác.
Cái phần nhóm lệnh tiếp theo đó là cái phần về so sánh bản vẽ. Cái phần này là phần mở rộng này, FF Tool này. FF Tool này là một công cụ mở rộng của AutoCAD. Thì một số bạn CAD khi cài CAD đó, các bạn nhớ phải cài đặt đó là phải tích vào cái FF Tool nha các bạn. Nếu mà các bạn khi cài đặt đó, mà không tích vào đó, nó sẽ mặc định nó không có. Không có thì mình sẽ load lại. Cái thẻ tab cuối cùng đó là phần thẻ tab là các cái ứng dụng trên App Store. Ứng dụng App Store này đó, các bạn có thể là đăng ký một cái tài khoản Autodesk và sau đó lên đó các bạn load các app App Store họ viết sẵn đó, về mình dùng hoặc là có thể mua các App Store đó. Thì các App Store này nó có khá nhiều cái tính năng hay, giống như là các cái thủ tục mở rộng của Autodesk đó, thì các đơn vị họ sẽ viết ra rồi họ liên kết với AutoCAD này, họ inbox vào họ thao tác. Thì sau này mình sẽ có một số cái video về hệ thống nâng cao đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chi tiết là cách sử dụng là các cái đặc tính app này như thế nào, App Store nó có những gì và khi nào thì mình dùng được App Store. Thì vừa rồi á mình cũng đã trình bày cho các bạn là tất cả các thẻ tab trên cái AutoCAD này nè. Thì AutoCAD nó còn có rất nhiều các thẻ tab khác, các thẻ tab từ dưới này nè, thẻ tab bên này và tùy chọn về file này. Thì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các phần đó. Ở video này á mình sẽ tập trung cho các bạn các phần này. Đó là các cái tùy chọn hết. Khi mà các bạn hiểu hết các cái tùy chọn này, các bạn không cần hiểu quá đâu, bạn chỉ cần có là AutoCAD nó làm được những gì trên cái tùy chọn này á, thì sau này các bạn sẽ thao tác AutoCAD một cách dễ dàng. Thì mình nhắc lại một lần nữa là các bạn quên giùm mình cái phần mà Classic này đi, cái giao diện mà AutoCAD Classic quên giùm đi, hãy sử dụng Ribbon cho mình. Tại sao AutoCAD, các chuyên gia và AutoCAD họ là khai tử cái phần Classic để họ dùng cái này, thì bởi vì nó có nhiều cái tính năng hay họ mới dùng và nên tập làm quen với cái này và bỏ dùm Classic đi. Đó là mình cái lời khuyên của mình. Thì ở video này á, mình cũng đã trình bày cho các bạn là tuần tự các cái thẻ tab chính trong AutoCAD rồi. Bạn xem lại giúp mình kỹ hết các cái ứng dụng này nó có những gì. Và các cái video tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng lệnh trong các thẻ tab này cho các bạn. Đảm bảo là các bạn qua khóa học này các bạn sẽ thao tác AutoCAD một cách chuyên nghiệp hơn và nhanh hơn, hỗ trợ cho công việc bạn một cách tốt hơn. Thì các anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh mình á thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video, bật chuông thông báo để nhận được các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.